món quà tặng cha. Sao các cháu không về nhà mà lại ngồi đây? Chúng cháu ở trại trẻ mồ côi. Từ sáng tới giờ, chúng cháu đang cố gắng bán hết số kẹo này để quyên góp chút tiền cho trại trẻ nhân dịp Giáng sinh ạ. À, hãy coi như ta mua hết số kẹo này cho các cháu. Giờ hãy về đi, trời sắp tối rồi, sẽ lạnh đấy. Chúng cháu cảm ơn ông ạ. À, ông thật tốt bụng, Chúa sẽ phù hộ cho ông. Trên đường từ siêu thị về nhà, cha đã cho tiền những đứa trẻ, cả thảy là hơn 20 đứa rồi. Con biết cha rất thương chúng, nhưng mà gia đình ta cũng đâu có giàu có gì. 4 người mà chỉ có 2 phòng ngủ thôi đấy cha ạ. À, sao con lại nghĩ thế? Chúng ta không giàu, nhưng cũng vẫn khá hơn rất nhiều người. Chừng nào còn có thể, cha sẽ còn giúp đỡ những đứa trẻ như thế con ạ. À, cha, cha nhìn này, con sẽ lướt em ru trên đôi giày mới này cho xem. Cảm ơn chị Mary. Em thích là tốt rồi. Nào, Richard, em hãy mở quà của mình đi. Ôi, cảm ơn chị. Em đã mong mua bộ bút lông này từ lâu mà chưa tiết kiệm đủ tiền. Chị hy vọng với những chiếc bút lông này, em sẽ có nhiều thành tích ở trường mỹ thuật hơn nữa. Cha, cha mở quà đi. Con cứ mở hộp quà của con đi, cha sẽ mở quà cuối cùng. Dạ, vâng ạ. Con cảm ơn cha về món quà. Giờ đến lượt cha mở quà đấy. Con đã dùng tháng lương đầu tiên của mình để mua món quà này cho cha đây. Cha có thích không? Cảm ơn con gái, cha thích lắm. Nhưng cha già rồi, suốt ngày ở nhà, đi đâu mà mặc nó cơ chứ? Thực ra, các con cứ quay quần đầy đủ mỗi mùa Giáng sinh là cha đã rất hạnh phúc rồi. Cứ tưởng cha sẽ tặng mình thứ gì quý giá, năm nay mình cũng bắt đầu đi làm rồi cơ mà. Ôi, sao lại có người khổ như vậy chứ? Không biết là chuyện thật hay bịa nữa. Con gái, cha tặng con cuốn sách này để con thấy được rằng, tuy gia đình ta 4 người sống trong 2 phòng ngủ, nhưng cuộc sống ấy mới đầm ấm và hạnh phúc làm sao. Con thấy đấy, chúng ta có đủ quần áo ấm và thức ăn ngon, chúng ta hạnh phúc và giàu có hơn 1 tỷ người trên thế giới. Cha cũng biết rằng con là một người tốt, nhưng cha sẽ hạnh phúc hơn nữa nếu con mở rộng trái tim mình hơn nữa. Đó sẽ là món quà tuyệt vời nhất, ý nghĩa nhất đối với cha. Cha yêu con gái ạ. Sắp đến sinh nhật cha rồi, không biết phải mua quà gì tặng cha đây. Cô ơi, cô mua hoa giúp cháu đi, 50 cent một bông thôi ạ. À, cô sẽ mua bông hoa này cho cháu và cả chỗ hoa còn lại nữa, vì cháu là một cô bé rất dễ thương. Thật không ạ? À, cháu cảm ơn cô nhiều ạ. À, tuần sau là sinh nhật cha, chị muốn ba chị em mình cùng nhau dành cho cha một điều bất ngờ, các em nghĩ sao? Bất ngờ gì hả chị? Ồ, ý kiến của chị hay đấy. Cha sinh nhật vui vẻ. Cha từng này tuổi rồi, còn bày vẽ sinh nhật gì nữa chứ? Sao lại không chứ? Cha lại đây ngồi đi, chúng con đều có quà cho cha đấy. Đây là món quà đặc biệt mà chúng con muốn dành cho cha. Cha mau xem đi. Cha ạ, chúng con quyết định mỗi người dành ra một ngày chủ nhật làm việc thiện, coi như là một món quà tặng cha. Chúng con đã dắt một cụ già qua đường, giúp đỡ một số người vô gia cư, đi thăm và tặng quà trẻ em ở cô nhi viện. Mỗi khi làm một việc tốt, chúng con đều nhận được một nụ cười
Và điều đó khiến chúng con thật là hạnh phúc. Và chúng con đã quyết định mỗi tháng sẽ dành ra một ngày để làm việc thiện. Lần tới, hy vọng cha sẽ tham gia cùng chúng con. Các con của cha đúng là đã khôn lớn rồi. Mẹ về rồi ạ. Mẹ về rồi đây. Hoa, mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi, sao lại cứ vừa học bài vừa bật tivi thế này? Làm vậy vừa tốn điện lại vừa không tập trung học được đâu. Mẹ, con mới bật có một tí thôi mà, sao mẹ nặng lời với con thế? Ừ, mẹ xin lỗi. Mấy hôm nay mẹ nhiều việc quá, lại đi trả hàng cho khách về muộn hơi mệt nên... Nhưng đúng là mẹ con ta phải tiết kiệm hơn nữa con ạ. Giờ mọi thứ đều trượt giá, rồi tiền điện, tiền nước, tiền ga, đến các vật dụng khác đều tăng vọt. Mà tiền đang lát theo thuộc của mẹ thì con biết rồi đấy. Con biết rồi, mẹ cứ nói mãi. Con có bao giờ dám hoang phí gì đâu. À, mẹ ơi, tuần sau lớp con tổ chức đi dã ngoại. Mẹ cho con tham gia cùng cả lớp nhé. Dã ngoại à? Vâng, năm nay cuối cấp, tất cả mọi người, ai cũng muốn đi dã ngoại kỷ niệm một chuyến. Các lớp khác cũng đều thế mẹ. Cô giáo cũng đi cùng, nên mẹ không phải lo đâu. Ừ, mẹ hiểu mà. Mà mẹ biết không, lần này lớp con đi hẳn Ba Vì. Con nghe nói trên ấy đẹp lắm, lại có nhiều đặc sản ngon nữa. Năm ngoái lớp đi dã ngoại trong rừng, con đã không được đi rồi. Lần này mẹ cho con đi nhé. Biết thế, để mẹ xem thế nào. Mẹ vừa phải gửi tiền cho anh Hoàng đóng tiền học cả kỳ, lại cả tiền để làm khóa luận nữa. Thành ra... Mẹ lúc nào cũng chỉ ưu tiên anh Hoàng, con thì chẳng được cái gì cả. Mấy năm cấp 2, con chỉ xin đi dã ngoại có lần này thôi. Sao con lại nói vậy? Mẹ lúc nào cũng thương hai anh em như nhau, không ai hơn ai cả. Mẹ lúc nào cũng mong muốn những điều tốt nhất cho hai con. Nhưng con... Thôi, để mẹ tính. Con gái lớn rồi mà hơi tí là dỗi hờn. Mẹ biết con thiệt thòi hơn anh Hoàng, mẹ cũng thương con lắm. Mẹ tuyệt quá, để mai mẹ thu xếp đưa tiền, con đóng sau một tí cũng được chứ gì. Vâng, con cảm ơn mẹ, con yêu mẹ nhất trên đời. À, mẹ, mẹ về ăn cơm, con nấu xong hết rồi. Hôm nay có món canh mộng tơi với cà mẹ thích đấy. Ôi, con gái lớn mẹ được nhờ quá rồi. À, mẹ có tiền đưa cho con đóng rồi đây. Con cầm lấy, 400 ngàn. Mẹ cho con thêm 50 ngàn nữa để đi đường uống nước. Con xin mẹ, 50 ngàn này con chỉ cầm thôi, sẽ cố tiết kiệm, ăn uống đã có lớp lo rồi mẹ. Mẹ cho thì cứ tiêu đi, chẳng mấy khi mới được đi dã ngoại cùng cả lớp. Thôi, chờ mẹ vào thay bộ quần áo rồi ra ăn cơm nhé, mẹ cũng đói lắm rồi. Vâng ạ. Mẹ làm sao thế này? Mẹ ơi, mẹ đừng làm con sợ. Mẹ ơi, cháu là... Dạ, cháu là con gái ạ. Chú ơi, mẹ cháu làm sao thế ạ? Cháu bình tĩnh, đừng quá lo lắng. Giờ hãy ra làm thủ tục nhập viện cho mẹ đi. Phía cuối hành lang kia kìa. Cháu có mang theo bảo hiểm y tế cho mẹ không? Dạ có ạ. Cô chờ cháu một chút. Đây rồi. Họ tên Trần Thị Nụ, tuổi 49, cam kết tình nguyện bán máu. Ngày 6 tháng 2 năm 2004, ký tên Trần Thị Nụ. Trời, gì thế này? Câu chuyện trên trong đời tôi cách đây đã rất nhiều năm. Đó là những năm tháng cuộc sống đầy khó khăn. Bao nhiêu năm đã qua, là bấy nhiêu năm tôi thấy ân hận và day dứt về sự vô tâm, hững hờ của mình với mẹ. Mẹ của chúng ta thật vĩ đại. Chớ vô tâm, hãy chăm lo, chăm sóc cho người. Buông ngoan nào, chờ ta
Tô màu xong tao chơi với mày nhé. Nick ơi, nhanh lên ra ăn cơm đi con. Vâng, con sắp xong rồi mẹ. Thôi, ăn đi con, kẻo muộn giờ học. Rồi chiều đi học về lại chơi với Bu. Mẹ ơi, chiều nay mẹ cho Bu đến lớp cùng con được không? Không được đâu con ạ. Bu ở đó thì làm sao con tập trung học bài được? Nó sẽ ngoan mà mẹ, mẹ nhìn xem. Bu nhà mình đáng yêu thật đấy, ngoan thật đấy. Nhưng nó không thể đi cùng con được. Con cứ yên tâm đi học. Ở nhà mẹ sẽ trông Bu cẩn thận cho con nhé. Vâng, thế cũng được. Mấy hôm sau. Mẹ ơi, con đi học về rồi ạ. Bu ơi, mày đâu rồi? Về rồi hả con? Hôm nay Bu bị ốm, nó đang nằm trong phòng con đấy. Ôi, Bu lại bị ốm hả mẹ? Khổ thân nó. Mẹ cho nó uống thuốc từ chiều rồi, con đừng lo lắng quá. Con vào xem nó thế nào rồi. Bu ơi, tao về rồi này, mở mắt ra nhìn tao đi. Mày mệt lắm phải không? Ngủ đi, chiều mai đi học về, tao sẽ mua thức ăn ngon cho mày. Mày phải mau khỏi bệnh đấy, biết chưa? Ngày hôm sau. Mẹ ơi, con về rồi ạ. Con mua thức ăn ngon tuyệt cho Bu đây này. Nick đấy à? Bu... Nó chết rồi con ạ. Sao lại thế hả mẹ? Sao nó lại chết được? Nó ốm nặng quá con ạ. Sáng nay sau khi con đi học, nó ăn được một tí rồi nôn ra hết. Rồi nó cứ xỉu dần, xỉu dần. Mày tỉnh lại đi. Mở mắt ra nhìn tao này. Sao mày không đợi tao về Bu ơi? Thôi vào nhà đi con. Nếu Bu biết con thế này, nó sẽ buồn lắm đấy. Mẹ vào trước đi. Con ở đây với nó một lúc nữa. Phải nằm đây một mình, nó sẽ lạnh lắm. Một tuần sau. Gói gì đây hả Nít? Cô giáo thưởng cho mỗi bạn một gói hạt giống mẹ. Cô bảo chúng con đem về trồng và tự chăm sóc. Vậy sao con không gieo hạt? Không có Bu đi cùng, con chẳng muốn làm gì cả. Bu không thể sống lại được nữa. Con hãy vui lên đi con ạ. Nghe mẹ, con mang hạt giống đi gieo đi. Không gì thay thế được Bu của con. Gieo hạt thì Bu có sống lại được đâu. Đã gieo hạt cho con rồi đấy. Con xem, nó nảy mầm thành cây rồi đây này. Từ nay con hãy chăm sóc cho nó nhé. Con chẳng thích gì cả, con chỉ cần Bu thôi. Tội nghiệp con tôi, không biết khi nào nó mới vui vẻ trở lại đây. Nick ơi, tan học đến cửa hàng tạp hóa với mình một lát đi. Để làm gì vậy cậu? Mình mua thức ăn cho chó. Nhà cậu cũng nuôi chó à? Cậu thật may mắn vì có nó ở bên cạnh. Còn mình thì... Con chó yêu quý của mình chết mất rồi. Thế thì mình với cậu giống nhau rồi. Con Pluto của mình chết cách đây 3 tháng. Nhưng nó còn để lại 3 đứa con, nên mình phải cố gắng chăm sóc chúng thật tốt. Thật ư? Thế con Pluto chết mà cậu không buồn à? Mình buồn lắm, nhưng nó không thể nào sống lại được. Mẹ mình bảo nếu chăm sóc cẩn thận 3 đứa con của Pluto thì linh hồn nó sẽ được siêu thoát. Thế nên cậu cũng đừng buồn nữa. Cậu ấy nói thế. Bu mà biết mình cứ ủ rũ chán nản thế này, chắc nó sẽ buồn lắm. Ừ, có lẽ mình phải chấp nhận sự thật là nó không còn sống nữa. Không thể buồn mãi thế này được. Học về chưa con? Nick ơi, con đâu rồi? Nick ơi, con ở đâu?
Thì ra con ở đây à? Con làm mẹ sợ quá đi mất. Con có đi đâu đâu mà mẹ lo lắng thế? Mẹ nhìn này, con đem cây mẹ gieo ra trồng đấy. Ôi, con trai của mẹ, mẹ mừng quá, con cũng đỡ buồn rồi mẹ ạ. Con sẽ chăm sóc thật cẩn thận cho cái cây này để làm quà tặng Bu. Nó sẽ rủ bóng mát che cho Bu. Thấy con vui trở lại là mẹ yên tâm rồi. Chắc chắn Bu sẽ rất thích món quà tuyệt vời này của con yêu ạ. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!